Chào các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Ngày hôm nay mình làm cái chuồng gà. Chuồng này là chuyên nuôi mấy con gà mái đẻ. Ông anh vợ cho ba con. Gà này cũng nó đẻ ra gà nội các bạn, gà đá. Mình bao cái lưới bên ngoài rồi, còn này giờ mình làm hai cái cây để cho nó đứng lên. Ban ngày nó ăn ở dưới rồi ban đêm nó đứng lên trên cái cành nó ngủ các bạn. Này xung quanh cái chuồng. Ở quê vậy thôi, kiếm cây về làm cây đó. Rồi bây giờ mình làm hai cái tổ cho nó. Mình buộc dây, sau đó mình thấy cái rổ lên. Đơn giản vậy thôi. Cái rổ với bò lá chuối các bạn. Mình sẽ treo nó lên, cố định nó lại. Tại vì gà này là anh nói là gà nó sắp đẻ, đang đẻ, có mấy con đang đẻ nữa. Có một con tơ thì sắp đẻ, còn có hai con thì nó đang đẻ. Thì nó qua đây là để nuôi, để cho nó đẻ luôn. Này mình làm cái tổ thứ hai nè. Mình cố định lại cho nó chắc. Rồi xong. Hai cái tổ đó xong. Rồi bây giờ mình thả gà vô. Không đưa qua mình nhốt đỡ ngoài cái bồi á. Xong mình làm cái chuồng xong rồi nó rộng rộng rồi để nó vô. Ở đây thì cây cỏ rồi nó cũng tự nhiên thôi. Sau này nó mọc cỏ lên, nó muốn ăn cỏ nó ăn luôn. Nhưng mà nuôi gì mình cũng thích để cho nó đất nó tự nhiên các bạn. Ba con, một con gà trắng cuối cùng rồi xong. Hy vọng mà nó sớm đẻ. Còn một con mẹ với chín gà con thì làm cái chuồng bên kia, mình nuôi ở bên kia. Này thì chỉ nuôi ba con gà đẻ thôi. Giờ này cũng chiều chiều các bạn. Thì tối xong tới sáng ngày hôm sau mình ra thì nó đẻ được một trứng. Một trứng à? Bên kia không có. Này nó đẻ trên này nó sạch bách nè các bạn. Đẻ dưới đất thì nó dơ hơn. Và hôm qua mình mới mua tay lưới này nè. Bây giờ mình sẽ có cái mương này, ở sau nhà mình có cái mương á. Mình giăng mình bắt cá cá lồng tông. Cá lồng tông với cá bóng rồi. Bữa nào hên hên rồi, dính tôm rồi. Cái lưới này thì chỉ chuyên bắt cá lồng tông thôi. Ở trong này cá lồng tông nhiều các bạn. Còn lưới tôm thì mình quấn lưới lưới ba màng á. Mình thả bây giờ tầm khoảng tầm lúc này là khoảng tầm gần 6 giờ các bạn. Thì mình để qua tầm 9 giờ thì mình mới kéo lên. Ở dưới quê thì vậy thôi. Làm lọc cọc rồi kiếm đồ ăn là bậy bạ rồi. Tôm cá rồi rau rém gì trong vườn cũng có rau luôn các bạn. Ăn qua ngày tháng rồi. Rồi xong rồi mình vô giờ đi lên. Đợi cái tầm 9 giờ đi mình sẽ lấy lên.
Dạ rồi các bạn, giờ là 9 giờ các bạn ơi, tôi thui rồi, kéo lưới thôi. À, mùa này cái nước nó là nước ương các bạn, nó sình sình đó, cho nên trong vòng 2 3 tiếng đồng hồ mà nước nó vẫn còn nguyên, nó chưa có cạn ha, nó cũng có cá dính lai rai đó. Chứ bình thường là nước nó vô nó ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ là nó cạn queo luôn các bạn. Ở miền Tây thì nó có nhiều rạch lắm. Ở nhà mình, xung quanh nhà mình cũng có mấy cái rạch, sau nhà, trước nhà, kế bên hông nhà cũng có, cá dính lai rai các bạn. Chắc được khoảng đó đó, 2 con, chắc khoảng được nãy giờ được mười mấy con rồi, còn có kèo nữa. Dính công rồi, đây thành quả đây, cá lồng tông đó, đó là cá lồng tông các bạn. À, lồng tông cá bóng, hình như đa số là cá lồng tông. Chắc được mười mấy con các bạn. Trên phao con đó. Rồi bây giờ mình lên trên mình gỡ ra. Rồi mình để cho nền nhà nè, gỡ. Cá lồng tông này làm sạch, cái chiên lên ăn cũng ngon các bạn. Ở quê là vậy thôi, ăn vậy là qua ngày rồi. Vậy với 2 miếng rau nữa là xong. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.